Na thì bắt qua rồi, tổ hồ Na, Na bắt qua. Na, đây là Na ơi. Ồ, hoa đẹp quá, hoa đẹp quá, đẹp à. Tưởng như đó con có ong, có con ong á. Wow, cái bông hoa này ngộ rồi anh. Nào. Zoom lại gần. Bên kia thì màu hồng nữa kìa. Đẹp quá. Đây, quả đào à. Ờ, Na nó đi qua con giường quả đào. Ủa, con chạy rồi. Ồ. Hoa đào là quá ỡi à. Đẹp hơn cây này. Cây này quá ỡi à. Tuần qua biết nhiêu bông nữa. Cây ở nhà mà trồng mấy cây này đầy mấy cây này chắc cũng tới mùa nó chỗ đẹp dữ lắm á. Na, Na với mẹ nó selfie. Nè Na nhìn ba nè Na. Ý, cái đó đâu có qua đâu. Con vô đây nè, con vô đây chụp cái bông này đẹp nè. Đây hoa đẹp quá. Mấy chậu hoa này trồng xung quanh nhà hết sảy luôn á. Con khiều hoa đi, con khiều hoa đi, mày chụp chứ. Ở đây có quả đào đó. Đào loài sáng. Giống quả đào mà có trái gì đâu. Ồ, cái cây này lạ. Cây này lạ rồi nhé. Không biết vậy à. Quá này là tới mùa xuân là qua nó chỗ rộ chứ cái gì. Ở này có chùm chùm nữa nè, nó chưa có mọc ra hết nè. Cái vậy nhìn xa xa thấy hai bên đường thấy mấy con qua giống qua đào à. Na đây cái khu này khu nhà mới nè, thấy à, khu nhà mới vậy nên hơn hơn triệu đô, triệu bảy, triệu bảy đô, triệu bảy, triệu tám. Anh trồng mấy cái cây cây cỏ này nè, tới mùa hè nó lên nó vàng vàng đẹp lắm, vàng ấy. Hoa này nó búp 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 đẹp quá ha. Đây ở đây sân banh mấy ấy nó đánh banh à. Đánh banh có cây đánh banh chạy baseball á, chơi baseball đó. Đánh cho banh đó. Vậy hả? Mà mẹ đâu không thấy. Không có mẹ rồi. Chụp mẹ nè, nhanh lên đây. Cái khu vực nhà mới này em quá ha. Gần cái khúc đường này gần cái mo. Cái mo đằng kia đó, cùng đường là có cái mo đó. Hôm nay lâu lâu gần cái sân bay có máy bay nó chạy. Sân bay nhỏ. À, Na nè, nhìn ba nè. Nhớ mặt không? Cái mặt nè. Nguyên cái đường này là nó mới cắt luôn á, cũng 2-3 năm nay đó. Lúc trước là cái sân này nó chống lỏng á, cắt làm sân banh rồi. À, Na ba chụp hình nè, à, Na ba chụp hình rồi Na ơi. Na dẫn Na đi ấy nè, chụp hình với mẹ đi chợ xong rồi ghé nè, chụp hình với mẹ coi đi. Na chạy lúp xúp lúp xúp lúp xúp. Nguyên cái khu vực nhà này hai bên đường với cái khu bên ngoài này chút xíu nè. Đó. Bên trong nữa, bên trong cũng có khu mấy căn chạy dài mà dọc xuống dưới. Biết bao nhiêu nhà mà nói. Đi đường. Mấy trăm cái nhà luôn.
Nhà. Đây. Đây nè, nè. Đây. Gài nút áo lại đi. Gài lại đi. Gài lại đi mấy người. Na tự gài lại đi. Na gài lại đi na, con tự gài lại đi na. Nè nè. Nè. Dài nè, da đẹp quá ta. Ủa nè. Để chắc lá chị chữ mình. Dạ gì nè. Dạ, thì cha giá. Thôi đi con. À, bà nội không qua, bà nội ói, bà nội ăn xong nè. Hủ tiêu á. Nè mẹ ăn na với na nó đi coi qua sông bây giờ đi thèm nước quá. Ghé quán nước Starbucks Coffee. À. Starbucks Coffee này nó ăn burger với uống strawberry nè. Mặt nè, cái mặt nhìn hiền không thấy hiền, không phải hiền đâu nha. Có giữ một hung dữ lắm đó nha. Bởi nè, thấy chưa? Nè. Vô nè. Nhớ bật lên cho ba nhìn nè. Phơi phơi không? Phơi. Phơi quá. Ăn hàng quá, ăn hàng. Nó tại con đói bụng ba ơi. Nhảy ha.